Từ đâu á? Em đi đâu vậy? Bây giờ chuyển sang đi chở hàng luôn rồi hả? Thất nghiệp hả? Giờ làm thuê sao chở? Này đúng rồi. Chở hàng bước mà làm cái gì? Bữa nay làm cái gì? Thì qua kiếm anh mà anh đi làm thì thôi chứ giờ sao? Không, tôi ông đợi tôi xíu đi, tôi đi chở đồ cho ta chừng cỡ nửa tiếng hồi tôi quay về à. Ừ, thì đi em chờ xíu. Em mà tôi nói nghe nè. Cái gì? Tôi nói nghe. Gì đó? Ông mở ra tôi đưa đây. Trời đất, trong đây. Anh đóng lại chừng hết. Anh không biết là anh lòn thấy qua anh gái. Cười sao đang mở mà. Quên. Không đừng á. Tôi nói nghe nè. Cái gì? Cái này tôi nói không nhớ nè. Cái gì? Hồi tối hôm qua tôi đi hàng đêm mà. Ừ. Chở hàng nè. Cái này mới ghê nè. Sao ghê? Có tình trạng mà dạng như bà bị người ta mà lấy đồ khi mà tài xế mà ngủ say á, kiểu mà đi đường dài á, phải dọc đường nghỉ á. Ừ. Là hay bị mất đồ không? Thế đó bình thường. Thiệt mà. Ừ. Cái cửa của tôi là bị hư rồi. Ừ. Ở trong mà tôi mở không có được. Ừ. Đó như gọi là nó bị hư, đâm ra là nhiều, nó gọi là tôi đi gọi là đi sửa nhưng mà cũng không có thời gian đi á. Đúng rồi. Cái này cái chốt hả? Cái chốt bị hư rồi. Đó. Ừ. Nghĩa là khi mà tôi ngủ á thì đa số tài xế một khi đã nằm ngủ xuống ngủ là ngủ say lắm. Ừ. Điện thoại này nọ tôi để nè, bóp ra để. Ừ. Là mất. Bữa hổm hôm qua rồi tôi mất hết cái điện thoại rồi. Ừ. Đây, không có cách nào ví dụ như là mà giúp cho những tài xế cho tôi đi. Ừ. Đó mà ngủ quên đó. Mà kiểu cái cửa hư á, ở trong mở không có được. Ừ. Mà ở ngoài mở không được, với lại ở trong mình không có khóa được. Sao anh không, anh trước ngủ anh phải đóng chốt lại, đóng khóa chốt lại hết lại chứ ta, đóng khóa chốt lại không chứ. Nhiều tôi nói là bữa. Trời ơi, ông thấy bây giờ những cái clip mà dặn nhiều khi ta bỏ quên chìa khóa đúng không? Ừ. Cái đó người ta gọi là chỉ cho cách mở chìa khóa nhưng mà cái vô tình là trộm biết. Ừ. Đó là nó thấy thọt tay nó giật cái ra đó, dây gì đó. Xòn cái dây vô cái kẽ này rồi cái móc vô cái chốt này phải không? Ừ. Rồi, giật lên một cái. Là bắt đầu cái là nó nhẹ nhàng, cái là đang ngủ say, tài xế đang ngủ say. Đúng. Là lấy đồ thôi. Đó như bữa hôm qua, tối qua tôi mất cái điện thoại đó. Vậy đi nè, bây giờ đơn giản thôi, bây giờ vậy nè. Anh có một sợi dây không? Dây chi? Anh lấy một sợi dây đi. Anh vô ngồi vô trong xe anh ngồi luôn. Cột từ đó qua đây hả? Không. Dạ yeah, vô. Được không? Sao? Rồi, vô xe ngồi. Ừ. Nóng bỏ bà đi nhìn trên này. Em thấy có cái máy lạnh hả? Máy lạnh hư rồi, cái xe. Trời đất ơi. Thấy còn hư mà. Vậy vậy nếu mà máy lạnh hư vậy anh ngủ trong xe cho chín ngợp à? Tối thì sao mà ngợp được? Với lại cái xe này nó trống chứ đâu. Rồi lúc mà anh ngủ anh có đóng kính lại không? Đóng chứ. Nhưng mà nó trống lắm, nó không có như là cái xe kia. Nó thông ra lại bên đây mà. Rồi vô. Đâu như xe kia cái máy lạnh đâu. Ok. Cái gì vậy? Bên kia có cái thành đúng không? Thì cái thành này để mình đặt cửa vô nè. Anh cột một cái dây vô cái thành đi. Cái vậy? Cột đi. Cột thì... Cột đi. Trộn mà cỡ nào nó khóa cỡ nào nó cũng mở được hết á. Rồi. Bên đây cái thành đâu rồi? Ủa? Gãy thì đã cái cửa hư mà còn hỏi. Trời đất ơi. Anh... Đã nói cửa hư đóng được mà còn hỏi nè. Anh... Trời đất. Cột vô đây hả? Bắt đi không? Bắt đi. Tối cái lỗ nữa đây không có cái lỗ, còn cái gì để mà máy hả? Thì khoét cái lỗ ở đây không được không? Đi xe ta đi khoét là sao? Được nhóm này cột được nha. Mà chi vậy? Anh gửi mình sao anh cột lại cho em được rồi. Em không biết do bên kia anh bị mất á. Cái bằng nhựa hả? Như bằng nhựa nó giật nó bung luôn á. Không bung nhưng mà làm cho anh thức không được không sao? Chết tôi luôn. Đây thì cột đây đi. Cột đây. Quang. Không nữa thì ít bữa nữa tôi khép đây nè, chỗ này có mở cái lỗ được mà. Cái gì mở đây? Gì vậy? Mở ra đi rồi đi tính sao chứ mở ra sao biết đường mà thú. Cái đây. Cột lại hả? Ừ. Quất cây sắt hả? À, quất cây sắt đó. Cái gì? Đúng chưa? Tính rồi đó. Bên kia nè, cột lại bên kia. Cái gì ta? Cứng lên đi rồi tính được. Tính ra nên nếu mà mình nãy mình cột âm dưới đây nè, mà sao mà khoét có mình cột âm dưới đây để cho người ta không thấy á. Tôi thui trong đây thấy dụng nổi. Sao không biết đường xoay pin. Rồi sao? Ngủ. Ví dụ ngủ đi nha. Ví dụ anh ngủ đi. Thí dụ thôi hả? À, anh ngủ đi. Rồi thí dụ vậy tôi đó ngủ đó. À, cửa anh khóa đúng không? Ví dụ cửa khóa đúng không? Cửa khóa anh mở được, chỉ cần lòn một sợi dây vô trong kẽ nè, nó sẽ vô trong đây và em sẽ nhờ cái chốt đang đóng đúng không? À, em sẽ
nếu mà lòn sợi dây vào đây, clip này em không chỉ mọi người, nhưng mà em tính chỉ, nhưng mà nghĩ đây không chỉ, chỉ cần lòn sợi dây vào đây em sẽ rút được cái chú anh ra, đúng không? Lên chú anh đúng không? Ừ. Em sẽ mở được. Mở đi. Nhưng mà em lại mở không được. Tại sao? Tại vì hai cái cửa này nó là đâm chéo vào nhau rồi. À, đúng không? Cái nghĩa đó. Là khi ông giật là bên này nó cái dướng dây đúng. Bên đây lại. Đó, khi mà anh giật bên đây á thì bên kia nó vướng bên kia. Nhưng mà khi mà nó giật như vậy á, dây sẽ rung làm anh tính giấc. No. Đó. Vậy thôi. Cái trò này đâu vậy? Một cái phát minh mới hả? Không, cái này mất trộm nhiều quá mình tự suy nghĩ ra thôi. Đó vậy thôi. Ok. Ổn. Hay á. Ổn đó. Này, cái này một cái phát minh hay luôn á. Ừ. Được không? Ổn không? Chứ sao nữa, bây giờ sao? Làm sao mà mở được? Cứ ngắt sao mở? Cứ ngắt sao mở được? Cứ ngắt rồi. Đó, nếu mà mở thì dây rung rinh anh ép buộc anh phải tỉnh dậy. Đúng rồi, bên này cũng vậy. Đó. Ừ. Ok. Bên này thì bên kia đục. Yên tâm đi. Bây giờ tính ra ông cũng thông minh thiệt chứ bộ. Anh đi chở hàng đi, được rồi đó. Thôi, để tôi đi chở hàng đây. Ờ. Yên tâm nha. Mà một nửa tiếng nữa tôi quay về ngay chưa? Rồi, biết rồi. Nhớ. Ừ. Đi.